quá lựa lại sao là ôi ôi sư đệ ơi, hồi nãy giờ Vinh lỡ ăn chưa tiệc phương thức đâu có, bây giờ quay lại hỏi vợ nè, em ăn gì vậy? Cái gì chị Quyền nói ăn bánh trung thu ngon, cho anh vậy? Cho anh xin miếng được không, nãy giờ chưa biết cảm giác. Anh nốt anh bên anh chết nãy anh ăn giỏi quá. Anh em trở lại thăm hoàn cảnh của gia đình Trần Lùng nha, để trao món quà nha. Thì hôm nay là ngày trung thu nên là gửi cho các con một món quà đặc biệt. Rồi chào mấy cha con nha. Rồi chào mấy cha con nha. Chào anh Ti với chào hai cháu nha. Đó, trước hết là hủ tục cái đây, gắn hết đâu. Này có quà ngon rồi. Này có quà ngon rồi, đây con nè. Con. Đó bây giờ nhân vật chính nè. Hôm nay là ngày trung thu thì chú tặng cho hai con. Có một cái người chị là chị chủ nhà nghỉ Bảo Vy. Wow. Có gửi cho mấy anh em mua cho mấy cha con lồng đèn. Rồi sao? Nói ra cái này là tính. Nói cái này. Rồi kiểm tra mới được. Wow. Làm biết có món tiền không ta? Có. Có anh tiền cái đó. Cái bọc. Đâu rồi, khe ơi, đây đây. Đó. Rồi hai con thích không? Thích. Thích nha. Thích sao? Cảm ơn chị anh chị. Để cho trà chú em. Trà lấy hai cái chơi luôn đi. Anh Tiên không ngày sổ 5 lần nha mọi người. Tính dành với chiếm gái luôn rồi. Rồi hôm bữa anh Tiên với mấy đứa nói là hè bánh trung thu đúng không? Rồi rồi đây là quà của Tiên nè. Còn hơn 4 cái trời. Đúng không? Tiên có đó tạm có nha. Lấy ra coi. Anh Tiên ước gì có đó ta ơi. Đó, ngon rồi anh Tiên ơi. Đó giờ có ăn chưa? Đó. Rồi này chắc cũng bánh gì vậy? Cái đó bánh nhân gì? Đọc coi con. Này chắc 40 năm nữa quá. Điểm là mấy cái? À, bốn người 4 cái ha. 4 người 4 cái. Rồi, nhiều quá. 4 người 4 cái nha. À, một và hai cái trung thu, hai cái trung thu nhân dẻo vậy đó. Thì là ai cũng có phần nghe anh Tiên. Rồi phần bánh trung thu này là của ai? Phần có mấy của đại gia nào? Của chị đó luôn. Của chị luôn ha. Cho bảo vệ rồi, cảm ơn chị. Chị chủ chị chủ nhà nghỉ ở Bảo Vy đó là chị gửi cho 300 ngàn mua mấy này. Thì còn dư bao nhiêu anh đếm là coi còn dư nhiêu gửi cho anh luôn. Tắt rồi. Rồi tắt đi. Rồi anh đếm là còn dư là bao nhiêu? 10 ngàn. 3 chục. 3 chục. 4 chục. 85 ngàn. Ừ. Bằng ngày, bằng ngày chưa? Rồi còn dư là 85 ngàn ha. Rồi lì xì cho hai đứa nhỏ đi để tối đi chơi trung thu. Rồi lì xì nhiêu thôi chứ đứa đâu hết rồi. Đi chơi cho hai đứa 20 đi. Đứa 20. Đứa 20 đi. Rồi tối đi chơi trung thu nè. Lần đầu tiên anh Tiên lì xì cho hai con. Cho con tối nay con đi cả ngựa được không? Tối nay đi chạy giống cả ngựa được không? Đó, yên rồi nhìn. Phần còn lại đó cho chị Quyền 15 ngàn đi nhà hơi đắng. Rồi giữ anh giữ lại 45 ngàn. Tối đi chơi nghe như đó. Rồi chia ra anh cũng 20. Chị 20 không? Còn nhiêu của chị á? Anh 20 đi. Còn chị 25 ngàn. Đúng rồi. Chia đều. Giữ lại đi chứ tối đi nhà hơi đi. Nhà hơi hả? Đi anh đã giờ có đó. Chơi nhà hơi chưa? Không. Chơi luôn cho biết luôn. Chơi luôn. Mấy con chịu đi chơi nhà hơi không? Tối chơi. Con chịu cái ngựa không? Cái ngựa? Chắc chưa chơi đó thì chưa chơi. Chưa chơi luôn. Ở đây có hội chợ không? Không có, nó có chơi rồi. Mới đi tối rồi. Mới đi tối. Hồi nãy nói là đi chơi được miễn phí luôn, là đăng ta nói là idol TikTok nên ta chơi miễn phí. Hả? Ừ. Uy tín lắm. Ở cái ba có chơi không? Có luôn. Rồi nè hai con gửi lời cảm ơn cô chủ nhà trọ đây. Cảm ơn cô chủ nhà trọ đã mua dùng đèn với bánh trung thu cho con ăn. Con chúc cô nhà trọ Bảo Vy. Có nhiều khách. Có nhiều khách. Xây được nhiều nhà trọ nữa. Xây được nhà trọ và biết khách được nhiều. Để có tiền giúp đỡ cho con. Quá giỏi luôn trời, biết khách vô nhiều luôn. Để mỗi năm con đều có bánh trung thu. Đúng rồi. À. Rồi cái con lớn con làm quản lý giùm cho. Cái này á là chiều á thì lấy lồng đèn ra chơi, rồi lấy bánh ra ăn buổi chiều ha. Rồi bây giờ là cắt bánh ra chia cho mà ăn trước đi. Nó cắt bánh ra cho mấy cho con ăn. Chiều, cắt hai cái trước đi. Còn hai cái mình để dành chiều. Ừ. Chiều hai cái.
Chắc một cái vàng cái trắng đi ăn thử chắc làm tư đó rồi bốn người ngượn miếng miếng vậy đó rồi cắt ra kêu vợ lên ăn luôn miếng nữa mà miếng luôn em yếu em yêu ơi ăn bánh trung thu đặc biệt hơn bữa tới em ơi đặc biệt hơn bữa tới em đâu biết em nào em yêu mới được ngon không ngon em yêu ơi vô cắt bánh ha gia đình ăn bây giờ có muốn ăn nữa không đừng không ăn thì đưa chú em đi cho anh ăn. Qua đường sau luôn. Đi vòng mới được. Khách chỗ đi rồi. Thế là nhân gì con đọc coi ở trên đó có nhân. Đâu vàng. Anh lấy một cái nhân vàng với cái nhân trắng đi ăn thử coi nó hương cái hương vị nó sao. Cái trắng là dẻo, cái vàng là như là hạt cẩm. Cái vàng là hạt cẩm á. Trắng là nhân dẻo á, nhân dẻo đậu, nhân đậu. Đó, giờ là chị Quyền sẽ cắt bánh ra thử cho cả nhà ăn thử cảm nhận nha. Đây là lần đầu tiên là Trần Lùng mà được ăn bánh trung thu đó. Tối mới chơi coi giờ chơi ngồi hết đêm nó tối mới chơi là tất cả các món hay là vật dụng gì cái gì cũng là lần đầu tiên được hết trơn. Tối nay là mình đem đèn trung thu mình đi chơi khắp sớm nha, khoe với mấy bạn đây nè, mấy bạn đây coi có đèn trung thu như mấy tối con không trong chùa mới có chơi đâu. Trong chùa như là em nghe nói anh Tiên là cũng tính dự định làm lồng đèn cho tụi nó mà cái lon đã đẩy đâu không à, không có lon không có lon nha à, có lon. Là cái đó là làm sao anh cái lon mình để hai cái tay một tay dài bây giờ một lon nước ngọt hai lon sữa bò không là hai lon sữa bò là đẩy là cái lồng đèn nó chạy á có hai đèn cày tính lúc đầu là tính làm nhưng mà giờ có lồng đèn khỏi làm bây giờ không giờ hai con có rồi giờ anh làm cho anh đi có lon đi tao hồi ra mấy lon cần mấy lon đi kiếm nè tính là hai lon sữa bò phải không hai lon sữa bò trên hai lon trên là hai cây nữa rồi bốn cây vậy thôi mình đi ra tập quán mình xin ở dưới nhưng mà hai lon đó. Rồi ngồi xin cho anh làm luôn. À, có một cái nói chung là để cho anh chơi. Anh với vợ anh chơi cái. À, anh phải làm cho chị Quyền mới chứ đâu phải làm cho mình ăn không? Tặng vợ luôn luôn. Đâu mấy con dở gì vậy coi? Dở thôi. Con. Rồi ba. Cầm lên. Dở lên. Đẹp quá. Cái ba. Đúng rồi đó vậy đó. Rồi đẹp luôn. Rồi dở lên nè, nhìn thẳng này nè con cho anh nè. Cười ra cười biết ơi. Ừ. Tươi luôn. Gửi cái anh Tiên. Anh Tiên thì không chịu rồi, thấy buồn. Anh Tiên thấy buồn nữa rồi. Sao ngày nào cũng vậy hết vậy? Đây là lần thứ 5 tặng quà mà anh Tiên không có món quà nào hết. Giờ nếu mà không có lồng đèn thì chịu đi xách được cơm đi chơi. Không, nói có bánh rồi đó, có quà rồi đó. Bánh này cũng được rồi. À, đây. Rồi, chị Quyền ngồi vô đây luôn. Rồi, chị Quyền ngồi vô luôn. Rồi, sao luôn. Rồi, chia. Mọi vợ rồi đấy. Ờ, chị Quyền ngồi phía sau nó hợp lý luôn á. Bánh vàng cũng nhân dừa luôn chứ không phải nhân mặn. Đâu, đút em yêu ăn cái coi. Mừng. Đút vợ ăn cái kìa. Rồi. Hỏi vợ ăn cái nào. Rồi, nhân dẻo ha, nhân dẻo. Dẻo ngon quá. Cho vợ cái kia đi, cái màu đen đi. Mỗi người miếng trắng miếng vàng đó. Ờ, đúng rồi. Mọi người ăn cái á. Ờ. Anh xuống quầy nữa rồi. Anh Tiên để lên xin tấm hình anh Tiên ơi. Anh Tiên cứ ăn bình thường đi nha, em không ăn đâu, đừng có mời em nha. Để cái dĩa thấp xuống xin tấm hình đây. Quá trời, ăn trung thu bánh rồi. thấp xuống chút. Quá ngon rồi. Quá trời, cả gia đình ăn trung thu rồi. Ăn trung thu nha. Nhanh nay rồi. Nước lên cho mình ơi. Quá vui rồi. Quá tươi rồi. Mời vợ đi. Mời khán giả. Đúng rồi đó, trước kia ăn phải mời rồi, đúng rồi đó. Mấy con mời cô chủ nhà chợ luôn đi. À, mời cô chú ăn bánh trung thu đi, bạn bà cô chú đi con. Mọi người ăn cái thì cầm người mời luôn. Ừ. Rồi. Ông bà cô chú ăn bánh trung thu cho con. Mời cô chú ăn bánh trung thu cho con. Rồi. Ăn luôn. Mời cái luôn. Mọi người ăn cái ăn luôn đi. Rồi anh Tiên nè, quan trọng là anh Tiên lần đầu tiên nè, ăn cảm nhận nè. Đút cho vợ ăn. Làm lại cái nữa coi. Anh không nói gì em ơi, ăn đi anh đút nè, rồi không nói gì chơi. Quá em ơi, hạnh phúc quá. Là bà chị Quyền từ. Quá tươi nha em đút. Quá ngon rồi. Rồi tụi con ăn ngon không? Đút rồi anh Tiên ăn cái nào? Tiên ăn cái nào? Đây là lần đầu anh bánh trung thu nha, rồi vô. Thử đi. Ăn thẳng đi. Để anh cảm nhận cái chính thức. Mới ăn cái da, chưa ăn cái ruột. Ngon. Ngon ha. Rồi số 1 thôi. Rồi quá em ơi. Đó. Ở lẽ dưới. Cái gì? Anh Tiên quất lần chắc 3 cái mà. Lúc đầu hơi thẹn thùng. Hay ngại chút, hay ngại. Bởi vì mới kêu làm đi. Rồi thử cái kia luôn coi, thử cái trắng trắng coi. Không, một người là có cái trắng, cái đen. Ừ. Nghe. Ừ, rồi cho đều.
Hỏi em sao, ngon không em? Ngon. Hôm nay anh đã làm được rồi. Sao anh Lục? Sao? Ngon hả? Rồi, để coi cái bánh 40 năm mới ăn nha. Đó, cái bánh dẻo nè. Còn hai đứa. Để lên hai đứa rồi, để ngồi cha đây. Con lụm hết. Thôi, lẹ kìa. Lừa quá lừa lại. Sao rồi? Ôi ôi. Sư đệ ơi, hồi nãy giờ Vinh lỡ ăn chưa tìm phương thức. Đâu có, bây giờ quay lại hỏi vợ nè. Em ăn gì vậy? Cái gì chị Quyền nói ăn bánh trung thu. Cho anh xin miếng được không? Nãy giờ chưa biết cảm giác. Anh nuốt, anh quên, anh giết. Nãy anh ăn giỏi quá. Cái này mà ngồi băng đá uống trà, nha bánh trung thu phải không? Đúng bài luôn nha. Đúng bài. Còn trà nữa ha. Cho nó trà nó đúng luôn đó. Thôi lỡ còn hai miếng làm đi anh Tiên ơi. Ăn đi, ăn đi. Sẵn ăn, ăn đi anh Tiên ơi. Ngồi ăn đi. Cái con còn nữa. Còn còn ăn thoải mái đi, đâu phải ăn hoài ngày nào cũng có. Uống đi. Ừ. Mấy con ăn luôn. Ừ, lụm luôn đi. Ừ. Còn hai cái nữa mà lo gì? Để mấy đứa nhỏ nó ăn. Lần đầu ăn luôn nè rồi. Nhìn cái miệng thấy biết ngon rồi ha. Ngon. Xé lẻ chứ. Ăn ngay còn con vịt quay nữa đó. Chạm luôn. Chiều bụng, chiều bụng. Ngưng liền. Không lẽ là có cái bánh vịt no sao? Vịt quay cũng đang thèm đó kìa. Đang thèm ăn trung thu mà. Ăn đi, mình thường cái gì đó. Là bánh ngưỡng rồi. Thấy sao? Đứng hình nhau quen. Tái gà, lên tái gà. Uống nước vô đây. Uống nước nha. Vâng. Bánh trung thu đang từ từ đứng nước cũng ngốn vậy. Cái này giống như cái phim tài thiên mà lúc mắt giới à. Cái này chắc là đầu tiên quá. Không, đây là lần đầu tiên là anh cảm nhận anh ăn ngon, anh ăn nhiều. Ngon. Nhưng mà khi mà nhắc tới con vịt quay là bắt đầu anh Tiên rinh về liền. Con vịt quay cũng lâu lắm rồi. Lâu lắm mà. Lâu bằng gà hả? Gà. Vịt quay đó. Gà. Rồi cũng mấy anh em cũng thay mặt cho gia đình Tràng Lùng cũng cảm ơn chị chủ nhà nghỉ nha. Cả gia đình mình chúc khán giả rồi. Chúc khán giả có một đêm trung thu. Thu. Sao? Con chúc đây. Ông bà một đêm trung thu vui vẻ. Rồi chúc mấy bạn sao? Chúc mấy bạn một buổi tối này vui vẻ, cho trung thu vui vẻ. Ừ. Chơi không? Có đi phe mấy bạn không? Đi từ đầu đường cuối đường thì sao? Tụi Lan cũng cảm ơn chị gái của nhà trường, nhà nghỉ Hậu Thi ha. Có vậy là hôm qua là nhà trường có thông báo cho các cháu đi vô trường chơi trung thu anh Tên nhỉ? Chưa biết nữa, chưa biết. Giờ tới giờ chưa nhận thông báo hả? Mọi năm là có rồi. Nhớ ngày không? Mọi năm là ngày hôm nay hay ngày hôm qua? Ngày hôm nay. Ngày nhất là chị là chưa phát triển nhiều phòng nhà trọ thêm nữa. Các cháu sau khi nhận quà của quá thì vui luôn. Tại biết là bữa đầu nói cho chị rất là vui luôn. Đây là phần quà của chị Bảo Quy nhà trọ ở Trần Đại. Đâu nãy giờ chưa bấm nè, giờ demo thử vài phút coi coi. Rồi bấm lên. Vô. Vô. Rồi anh Tiên, vô. Vô. Ăn vô hết đi rồi chơi. Đúng. Rồi luôn ra coi coi. Chơi làm đèn là chơi làm sao? Cầm cơ quơ vậy hả? Có hát không? Hát không? Đi dài dài dài, từ từ. Đi gì vậy từ từ không? Tối nay mình sẽ ra đi chơi. Rồi tắt đi con, tắt đi. Rồi thử vậy là được rồi. Có cô giáo có dạy bài hát trung thu không? Tết trung thu không? Tết trung thu. Mấy đứa cho chú hỏi là mấy năm trước con có lồng đèn chơi không? Không ha, mới có năm nay thôi. Năm nay cái gì cũng thay đổi chứ ha. Mấy giờ chiều nay con mới hai con mới vào bên trường. Tức là chưa có tổ chức. Có thể là không tổ chức thì không cho hay đó. Không có, năm nay chắc không tổ chức đâu. Nhiều chỗ là không có tổ chức trung thu nha. Tùy chỗ, tùy trường chứ phải cái nào cũng có. Đúng rồi. Chắc do mưa gió nhiều quá mình sợ các cháu đến trường không được. Rồi sợ nếu mà đảm bảo bảo. Như mấy đứa này nhỏ quá. Nếu mà học sinh tiểu học thì là có thể làm sớm 4 giờ. Vậy thôi tối nay mình lấy. Ủa không còn cái bánh nào chừa lại đâu, chiều ăn cái. Còn
Không gì nè. Tối nay mình chơi trung thu là đèn. Mình tắt đèn ở đây, mình chơi mình vòng vòng nhà. Để dành chưa ăn ha. Mình đi một vòng nhà. Chị em vô nha. Chị em vô nấu bình trà đi rồi tụi em xuống uống trà bánh trung thu. Chị chơi con sụp sụp tối xuống là mình đèn mình thấy là. Nhưng mà anh phải mua thêm 3-4 cái 1 ký nữa. Đang ở đây ăn mới đủ. Lại khách rồi ha. Lại khách đồ. Khách lại phải tiếp đãi mùa trung thu chứ. Gà thì già không phải gà gì chết. Đấy rồi đó. Khách đến nhà không gà cũng dịch. Còn mấy ngày tới Tết luôn tiên. Mấy ngày. Đó Delta hả? Đường chiều Delta dân tộc Khmer. Delta mình kêu tiếng Việt kêu bằng là cái lễ cái gì giữa năm phải không? Nửa năm mùng như mùng 5 tháng 5 vậy phải không? Tháng 8. Bây giờ là tháng 8 nè, tháng 8. À, lại tới đó là ở đây là anh tiên sẽ đãi hết phải không? Giờ mời chứ tôi cậu có lại hả? Lại chứ. Dạ mời đi. Giờ mời đi, anh mời khán giả đi. Mời khán giả. Khán giả là anh Tiên, người ăn Tết Delta. Ngày mấy chín, ngày nào ngày chín? Ngày chín là ngày... Tết Delta là mình chuẩn bị là những cái món gì anh Tiên? Bánh Tết. Mình mua hay mình gói? Gói luôn. Năm nay gói luôn, năm nay gói nhà luôn. Gói. Không biết gói vợ gói. Không biết gói luôn. Chục dây rồi. Giờ là món chính, món truyền thống của Tết mình là món gì nè? Bánh tét gọi gì nữa? Bánh bị lõi nữa. Cơm dẹp. Cơm dẹp là ốc con bóc hả? Ốc con bóc khác. À khác nữa ha. Ốc con bóc anh thấy tháng 11. Rồi giờ là bánh tét gọi gì nữa? Bánh tét là loại bánh. Bánh nhiều lắm ha. Rồi tới đó đã nhiều mâm đặng biết anh em biết tính đặng gọi thêm. Đặng kêu thêm người đi. Kêu thêm người nữa. Đã nhiều mâm mà tụi em kêu nhiều người. Rồi trường hao khán giả đi ngang nữa nha. Tới đó Tết là chúc mừng bên anh đó Tết có đi từng nhà chúc mừng không? Có. Tao mình mời ta người ta lại. Mời lại ha. Là đi qua đi lại mình kiểu như lại chúc sức khỏe nhà người này nhà người kia người ta cũng lại nhà mình chúc ngược lại. Đây là cái lễ đơn ta cũng Tết đơn ta cũng như là đại 5 tháng 5 của người Kinh như cả nhà. Là rồi bữa đó là đi chùa về rồi mới đãi hay sao? Không. Không có đi chùa. Đi chùa ngày gặp á, đi chùa. Gặp á. Rồi vô trong đó mình làm cái gì anh Tiên? Đi chùa đó hả? Mình đốt nha. Mình lấy cơm ra cho chùa cho ông chùa Đồng Kinh. Đồng Kinh hết trường rồi mình đếm cơm ở nhà. Là mình đem cơm vô cho Lục. Ông Lục là lại chùa đó ha. À chùa đó. Chùa đó là. Bữa đó đông không? Đông lắm. Gặp là đông lắm. Để gặp ngày 30 á. 30 á. Rồi. Chắc ở đây là ta đông lắm ha. Nếu mà Tết như vậy thì bên đây có gì không? Có gì ha. Dạ kêu mẹ về luôn đi chơi Tết lớn với con bữa. Tại vì rất nhiều khán giả muốn gặp mẹ ruột của anh đó. Cô năm nay nhiêu tuổi anh Tiên? 70 á. Ồ, 70 tuổi mà cô vẫn đi làm ha. Rồi đây, rồi sau này cô làm anh nói là anh nuôi hay ai nuôi? Anh kia. Có người anh ha. Rồi thôi chào khán giả nè. Rồi bye bye nha.